Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng. Hôm nay 28 tháng 5 năm 2020, tôi sẽ đến nhà cũ để thăm ba đứa con, và đặc biệt là thăm Angel, là con đầu, để nấu một cái món đặc sản ở tại Texas, đó là món crawfish. Món này là món nhiều người Việt Nam ưa thích. Craw là bò, fish là cá. Bò cá là cá bò, mà mấy cô mấy bà thích ăn món này lắm, cho nên gọi là món bò cá, cá bò là có bà. Món này là có bà liền. Đó, thưa quý vị, tôi sẽ tới thăm các con, và rồi tôi cũng sẽ nấu món crawfish để cho quý khán thính giả biết đặc sản của Texas. Và tôi đãi con, tôi tiễn đưa con ngày mai. Angel Hoàng sẽ bay Cali đi học lại. Angel Hoàng là con đầu tiên của tôi, thưa quý vị. Đó là bổn phận làm cha. Con đi thì mình lúc nào cũng nhớ. Và thưa quý vị, tôi cũng sẽ, trước khi tới nhà cũ, tôi sẽ ghé thăm ông Nam Sơn một chút xíu. Vì ông Nam Sơn với tôi lúc nào cũng là bậc anh, bậc cha, bậc chú mà tôi kính trọng, tôi rất quý. Nên trên đường đi tôi sẽ ghé thăm anh Nam Sơn. Chút nữa quý vị sẽ xem thấy nhà của anh Nam Sơn luôn. Thưa quý vị khán thính giả, đây là đoạn đường đi vô khu nhà của ông Nam Sơn. Ông Nam Sơn sinh năm Ất Dậu, là năm cách mạng tháng 8 xảy ra. Ông ấy bề ngoài trông thấy trẻ vậy, nhưng phải gọi là cụ. Cụ Nam Sơn 75 tuổi rồi, không còn trẻ nữa đâu. Đây là căn nhà của cụ Nam Sơn. Tôi thì thân với cụ Nam Sơn mấy chục năm rồi, nên cứ gọi là anh, nhưng thực ra là phải gọi là cụ. Đây là nhà của cụ Nam Sơn, thưa quý vị. Đây, nhà của cụ Nam Sơn. Một mình ở bao nhiêu căn phòng, bao nhiêu chiếc xe sao cho hết được. Ông cụ Nam Sơn ở một mình cũng thoải mái lắm, kêu thêm đứa con trai về ở nữa, thưa quý vị. Cụ Nam Sơn nhà mình đi ra, cụ ở cửa ở nhà, nhưng mà cụ sợ là có cái ấy, cho nên là cửa cửa sắt. Đây là con trai của cụ. Có quay phim đàng hoàng đấy nha. Bây giờ đi tới chợ Mỹ mua các đồ gia vị về nấu crawfish cho con. Đây là chợ Kroger ở tại Houston, Texas, cũng rất đông. Thưa quý vị, đây là bề ngoài, và đây là bên trong chợ Kroger. Họ có tiệm cà phê Starbucks luôn. Đây là bên trong chợ Kroger, thưa quý vị. Và đây là quầy trả tiền tự động. Ông Hùng sẽ trả tiền quầy tự động này nha. Đó, ông Hùng đi chợ chợ Mỹ. Ông Hùng mua các cái đồ gia vị, nước cam là gì đó, để về nấu crawfish. Và kính thưa quý vị khán thính giả, đi chợ đã xong, bây giờ lái xe về nhà của các con, nấu đồ ăn cho các con.
nấu món đặc sản của Texas là món crawfish. Và thưa quý vị khán thính giả, đây là khu nhà cũ mà hiện nay các con đang ở với mẹ của chúng. Khu nhà này là ngoại ô của thành phố Houston, là một khu sang trọng. Thuế ở đây mỗi một năm tính ra như vậy là khoảng chừng 25.000 đô la trở lên. Căn nhà này đất đai khoảng 11.000 square feet, nhà khoảng 5.400 square feet, có 3 chỗ đậu xe. Thưa quý vị, đây là nhà các con đang ở. Có hồ bơi, có pavilion và có cả tủ rượu nữa. Bây giờ mang đồ mới đi mua vô để chuẩn bị nấu ăn. Đây là căn nhà các con đã để mở cửa sẵn để vào thôi. Bây giờ khiêng đồ vào thôi quý vị, khiêng đồ nấu ăn vào, các con đã để cửa sẵn rồi. Đây là căn nhà và các con đang học bài. Đây là tủ rượu, Mỹ nó gọi là wine cellar. Và đây là gia đình, còn hình ảnh các con với bố vân vân. Bây giờ đây là phòng ăn. Bây giờ sẽ mang đồ ăn vào mới mua để làm chương trình nấu ăn cho quý vị khán thính giả. Đang đi lên phòng chơi của Dũng để nhờ computer của Dũng chút xíu. Dũng ơi, cho ba mượn cái computer của con chút con. Sao con ở dơ quá đi. Có cái mặt con nè. Có đẹp trai không? Cười. Có thứ ba không? Hả? Con mở email của ba đi. Và đây là phòng chơi của Boy Andrew. Cũng có tủ sắt của tôi hồi xưa vẫn còn để lại cha mẹ anh chị em ông bà cố đã qua đời. Và đây, đứng từ trên đây nhìn xuống thấy hồ bơi. Hồ bơi đằng sau nhà của gia đình. Vâng, đây tất cả là nhìn thấy hồ bơi của sau nhà của gia đình. Và có cả luôn cái pavilion. Và quý vị xem thấy hồi xưa tôi trồng xả, trồng hoa hồng đủ thứ hết nơi đây. Đây là lầu 2 của căn nhà. Trên lầu 2 có chỗ cho Dũng ăn snack. Rồi có phòng chiếu phim cho Dũng nữa. Đây là phòng chiếu phim của Dũng. Phòng chiếu phim của Dũng y như chiếu phim thiệt vậy thưa quý vị, giống như ra ngoài rạp hát vậy đó, không khác gì hết á. Dũng sống sung sướng lắm. Và phòng của Dũng trong đó. Đây là phòng khách của nhà. Có piano, có đầy đủ hết, có bàn thờ. Và đây là con gái lớn, ngày mai đi học, phòng của con gái lớn. Đây là phòng của con gái nhỏ. Và đây là chỗ học của con gái nhỏ, nhưng mà con gái nhỏ chui vào phòng ngủ thôi, học ở trong.
Và đây là phòng làm việc của tôi hồi trước. Nhưng bây giờ thôi để lại. Angel khi nào muốn học thì học. Và đây là phòng ăn của khách. Và đây là phòng rượu. Cũng còn rất là nhiều loại rượu thưa quý vị. Rượu nặng, rượu nhẹ, bia, tủ lạnh bia. Biết bao nhiêu loại rượu. Vẫn còn như vậy, hồi xưa thì còn nhiều hơn. Đây là các cái tủ chè, tủ đủ thứ hết. Và tủ lạnh, đây là nhà bếp. Đây là nhà giặt, phòng giặt. Đây là 4 phòng ngủ. Và nhiều phòng lỉnh kỉnh linh tinh khác. Và đây là chỗ đỗ xe. Có 3 chỗ đậu xe. Bây giờ thì chứa một số đồ. Hôm nay trở lại nhà cũ cho quý vị xem. Để nấu crawfish cho các con. Đây là chỗ làm bếp. Và đây là phòng chứa mắm muối, gạo, đồ ăn. Nó là một phòng riêng thưa quý vị. Và ra đây đó thì hồi nãy tôi mới mua các đồ về, giờ tôi chuẩn bị. Và ở đây là phòng khách. Và đây là phòng ngủ chính, trong đó lớn lắm thưa quý vị. Đây là phòng ăn. Và đây là phòng gia đình. Mỹ nó gọi là sunroom chứ nó không phải là family room luôn. Và đây là chỗ tập thể dục. Và nếu mà mở cửa sâu ra thì quý vị thấy, tôi để cái trái mít đó, chút nữa tôi sẽ bổ trái mít này, là hôm nọ đi chợ mua đó thưa quý vị. Hồ bơi. Và đằng sau này có đầy đủ đồ nấu nướng. Bây giờ đi vô làm crawfish với quý vị. Thưa quý vị, con crawfish là con tôm đất. Tôm đất độc lắm thưa quý vị. Nên nó cần phải có những gia vị ăn vào để khử độc. Đầu tiên á, là tôi bỏ sả, sả tươi mua trong cái nồi trước. Sả tươi là một nhu cầu để cho nó đánh bớt cái chất độc. Và thứ đến á, là riềng thưa quý vị. Riềng này cũng riềng tươi do tôi trồng ở nhà. Riềng. Thưa quý vị, riềng thì phải thái nó mỏng ra. Tại vì nó không thể để từng củ như vậy được. Quý vị thấy là riềng tôi đã thái mỏng nó. Khi thái mỏng riềng rồi thì bỏ vào nồi. Riềng. Tỏi ít nhất là 4 củ. Đập chập nó ra thôi quý vị. Tỏi đập chập nó ra. Rồi vớt vào nồi luôn. Vớt nguyên hết tất cả mọi thứ trong nồi. Tỏi. Rồi hành. Hành rất quan trọng thưa quý vị. Là tại vì hành nó có mùi hành nó thơm ơi là thơm. Có nhiều người không ăn hành được. Nhưng mà hành thì nó là cái vị giúp cho phổi. Hành thái mỏng nó ra. Từng lát một nhỏ bỏ vô trong nồi. Giờ đến phiên gừng. Gừng để nguyên vỏ thưa quý vị. Chỉ rửa sạch, thái mỏng, bỏ vào nồi. Chúng ta cần cái vỏ gừng. Tất cả những cái chất của cái vỏ đó nó ra trong nồi mới quan trọng.
Và chúng ta cần trái dứa. Dứa thì chúng ta không cần ăn cái ruột, chúng ta chỉ cần cái vỏ dứa, vì vỏ dứa nhiều cái dinh dưỡng D và E. Đây cũng là một loại trị bệnh, nên chúng ta cần cả cái cùi dứa này trên đây nè, và luôn cả cái vỏ dứa. Còn cái ruột dứa đó thì chúng ta giữ lại để chúng ta ăn tráng miệng, rất quan trọng. Tất cả vỏ dứa này đều bỏ vào trong nồi, không bỏ cái ruột dứa. Ruột dứa chút nữa là để ăn tráng miệng. Dứa, thưa quý vị, vỏ và tất cả những cái gì đó thì làm sạch, bỏ vào trong nồi. Cái đó lại là chất dinh dưỡng để giúp cho gan, tim, thận, não, rất quan trọng. Nhưng mà cái ruột á, thì chúng ta bỏ tủ lạnh, chút nữa chúng ta ăn. Tại vì dứa giúp cho chúng ta hạ máu, nó giúp rất là nhiều thứ. Cho nên là một trái dứa thì sử dụng luôn cả vỏ, vỏ để nấu ra cái nước, nhưng mà cái ruột là để ăn, thưa quý vị. Món crawfish rất độc đáo, thật sự không có nấu nước lạnh, phải nấu nước cam. Tất cả là bằng vitamin D và E. Đây là những trái cam, không phải một trái, ít nhất là 4-5 trái, chục trái từng nồi một. Cam thì để nguyên cả vỏ, không có bóc ra. Cam chanh không có được bưởi, bưởi rất là đắng, bưởi nó hư. Cam chanh nha. Cam và chanh á, lại là cần thiết cho cái món này. Thưa quý vị, nhiều cam càng nhiều cam càng tốt. Tôi mà thái á, thái nó ra từng miếng. Thái lát ra miếng, từng miếng lát như vậy nè. Bỏ hết vào trong nồi. Và chanh, nhiều chanh, nhiều cam, càng nhiều chanh, nhiều cam càng tốt, thưa quý vị. Cũng thái từng miếng một, không phải là một trái, không phải hai trái, một lô. Và cần tây, tiếng Anh nó gọi là celery. Cái này mới ngon, thưa quý vị. Cái này mà không có cái này á, là nấu cái món này không có ra. Nó phải có cái này, giống như phở đó, nó còn phải cánh hồi. Cái này là một trong những cái quan trọng nhất. Phải ít nhất là nhiều bó. Nhưng mà bây giờ tôi chỉ nói là cái này á, là cần tây á, là rất quan trọng. Nó mới giảm được cái hạ máu. Tại vì ăn cái món này á, máu lên nhiều lắm. Tôi đã bỏ cam, bỏ canh chanh, nó hạ máu. Và đặc biệt cái này nó hạ ghê gớm lắm, mà cái này nó mới là thơm. Cái này á, nó làm cho cái đầu con tôm đất á, nó ngon lắm. Nên quý vị mà không có cái này, không ra cái món này. Quý vị phải thái nó từng mỏng, từng thớt một, xong bỏ vô trong cái nồi. Cuối cùng cũng phải có xương gà. Xương rất quan trọng. Nó giúp cho có vitamin D. Vì con tôm tích nó là ở dưới biển, còn tất cả những món này nó là dương, cái kia là âm, nó đánh bay tan những cái mùi hôi, nên có phải có xương gà, thưa quý vị. Thưa quý vị, nấu cái này không có nấu nước lạnh, phải nấu bằng nước cam. Phải một hai, nếu mà nấu nồi lớn đó là vài ba cái bình như vậy. Còn nấu như này á, ít nhất là phải một bình nước cam. Bình nước cam mà mắc tiền á thì không ngon. Bình nước cam mà nó còn là condensed á, những bình nước cam mà nó ấy á, thì nó mới là ngon. Đổ cả cái bình nước cam này vào trong cái nồi. Và thêm cái loại condensed, tại vì á, là càng nhiều cái loại nước cam á, mà nó gọi là cái chất condensed á, nước cam càng nhiều thì nó thấm vô cái đầu nó mới ngon.
Đây là một trong những kỹ thuật mà có lẽ người Việt Nam không biết. Nhưng mà đó, ác hơn á là phải có nước mắm. Mỹ chưa biết bôi cái đó. Bây giờ tôi phải lấy nước mắm tôi chỉ cho quý vị. Thưa quý vị, sơ khởi, nấu món crawfish không có cái tương ớt của người Mỹ á, nó gọi là Cajun á, là không được. Cái này á, nó cay mà nó ngon lắm. Nhưng mà phải có nó. Có nó đó, mình đổ vô khoảng chừng, theo như tôi là khoảng chừng là 1/3 thôi. Nhiều quá nó mặn lắm. Trong đó nó có muối của nó rồi. Nhưng mà đó là để cho nó cái gia vị của người Á Châu á, nó phải có chút nước mắm này. Nước mắm này á, là nước mắm mực. Không nên có những cái nước mắm ba con cua hay gì. Mấy cái nước mắm đó là cái nước mắm xài sang. Nhưng mà mấy cái nước mắm ba con cua thì gì là đa số bây giờ là nước mắm giả. Còn nước mắm rẻ tiền này á, là nước mắm mực á, là $1 thôi thì nó lại là thứ thiệt. Thì chúng ta rắc vô cho một số thôi chứ đừng có nhiều. Tại vì cái mùi nước mắm lên nó kinh lắm. Nhưng mà nó phải có cái mùi nước mắm thì nó ngon. Đây là khác biệt với của người Á Châu và nhóm của người Mỹ, nó gọi là Cajun. Rất là ngon thưa quý vị. Nào. Bây giờ là chúng ta đã có cái nồi, nó gọi là cái nồi nước sốt đó. Nó giống như nước phở đó, thì cái đây là có nước sốt cái đã. Nước phở, nước cốt. Cái này ra cái cốt rồi nè. Ít nhất là cái cốt đầu tiên. Chút nữa còn phải bỏ một số khác nữa chứ không phải là như vậy. Nhưng nó phải ra cái cốt đầu tiên. Cái cốt đầu tiên này á, tính ra nó mắc còn hơn là nước cốt phở. Nước cốt phở coi vậy chứ mà rẻ lắm. Cái này nó cốt này nó là ngon lắm thưa quý vị. Nó rất là đặc thù của cái dân vùng Texas này. Nó gọi là cái vùng của Texas Louisiana, nó là Cajun. Cái món này đã ăn rồi thì rất là thích. Ăn và uống với bia là ngon lắm thưa quý vị. Không thể nào mà không có được. Ở Texas chỉ có khoảng chừng vài tháng thôi. Và đây là một trong những cái tháng đầu tiên. Chút nữa tôi sẽ lấy cho quý vị xem thấy. Cái con crawfish và con crab á, nó phải được sống. Nếu nó còn đang, nó không có sống nữa thì không có luộc được. Cái này là luộc. Mà luộc nó thấm vô rất là ngon thưa quý vị. Đợi một chút xíu nữa nha. Kính thưa quý vị, trong lúc mà tôi bắt cái lò lên á, thì ở bên nước Mỹ này nó gọi là cái là sausage. Cái loại này nó là thịt giống như là thịt gì sausage tôi không biết nữa. Nhưng mà cái này nó ngon lắm. Cái này nhiều người mê ăn. Mà bỏ vô mà luộc nó thì nó ra nó chín nó ngon lắm. Nhưng mà cái nước của này nó ra đó là nó béo. Thì nhiều người thích nó thấm vô con crawfish. Mà thật ra đó thì cũng người Việt Nam á thì họ lại thích, có những người họ thích con loại gà này. Ức gà. Thật sự bỏ một ức cũng đủ. Nhưng mà hôm nay tôi bỏ một ức đi. Bỏ một ức trước. Ăn ức gà rất là ngon. Nó vừa béo, nó vừa thơm. Cái nước nó ra lại một chút xíu á, rồi nó thấm vô cái đầu của con tôm tích, con tôm đất. Thì cũng nên. Ở trong đó thì đã có xương gà rồi. Bây giờ tôi bỏ thêm một cái, ít nhất là một cái ức đi nha. Ít nhất một cái ức. Quý vị thấy từ xa xa đó là tôi có cái nồi đó tôi đã bỏ rồi. Bây giờ cái... Biết bố đang làm đồ ăn ngon nên hai cô con gái tha hồ bơi. Bơi xong sẽ có đồ ăn ngon. Hai chị em nó chơi với nhau cũng vui lắm. Trong khi đó boy, tức là con trai nhà này
thì chỉ lo làm chơi computer thì đúng hơn. Và kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, trong lúc mấy đứa con gái đang đi bơi chơi và trong lúc con trai ở đằng trên, lầu trên nó đang chơi game, thì ông Hùng bổ trên mic mà ông Hùng mua cách đây 3 ngày. Ông Hùng nói rằng là trái mic này 3 ngày thôi đủ rồi. Thật ra 2 ngày vừa qua là có mưa có gió ở Houston, chỗ có ông Hùng ở, trái mic này nó không có đủ nắng. Thực sự nó chơi thêm một chút xíu nữa thì nó mới ngon. Nhưng mà đó là ông Hùng tin rằng nó đã đủ ngon rồi, vì mít này là mít dừa. Thì bây giờ ông Hùng á, mới làm cái trò gọi là, cái này là dầu ăn thưa quý vị, dầu ăn rồi bọc cái này cho nó khỏi dính như cái nhựa mũ của nó, không? Xong rồi bây giờ thưa quý vị là nhiều người khi mua cái mic không có tự tin. Chứ ông Hùng á, mà mua cái mic và ông Hùng bổ là ông Hùng phải có tự tin, là ông Hùng mới biết là nó ngon hay nó dở. Mic này được gọi là mic dừa, vì nhìn ở ngoài nó giống nhau, nhưng mà chỉ cần vỗ một cái biết hay không là nó gọi là mic gì, thì ông Hùng đã biết nó là mic dừa rồi. Và ông Hùng còn biết rằng là cái muối này nó chín ngon rồi, mặc dù ở ngoài nó sượng. Nếu mà để khoảng chừng vài tiếng nữa thì nó ngon hơn, nhưng mà nó đủ rồi. Như vậy nè, đủ rồi. Ông Hùng hứa với quý vị, nếu mà bổ ra mà không phải nó ngon á, thì ông Hùng không phải là ông Hùng. Cái mít này gọi là mít dừa. Cái muối của nó sật sật. Mà cái này ngon lắm thưa quý vị, rất là ngon. Phải biết thưởng thức cuộc đời. Đây, ông Hùng hứa với quý vị, nó đã chín rồi, mặc dầu ở ngoài nó sống. Cái quan trọng nhất là cái người mà người ta bổ mà người ta có tự tin rằng nó chín rồi, mặc dầu ở ngoài nó sống mà người ta biết rằng nó chín mới hay á. Đó, đó là ông Hùng. Thưa quý vị, nó chín rồi nè. Nó hơi sống trong nó như vậy, tôi nói là vài tiếng nữa thôi, nhưng mà là không sao. Đối với tôi như vậy á, là rất là ngon thưa quý vị. Đây, trái này là gọi là trái mít dừa thưa quý vị. Ăn như vậy á, để một chút xíu thôi là đủ rồi, nó giòn giòn, nó sạch sạch. Mít dừa rất là tuyệt vời thưa quý vị. Ông Hồ không có nói láo quý vị đâu. Mít này là mít dừa chuyên môn mua cho vợ cho con ăn hồi xưa, bây giờ là muốn nấu lúc nào cũng được hết này thưa quý vị, này không. Nhưng mà nó phải biết cách bổ. Bổ xong là cái tay nó không có dính, nghe không? Một cắt lòng tư thưa quý vị, cắt lòng tư. Nhưng mà quý vị mới thấy là cái mít này nó ngon như vậy, là cái muối nó vừa mới chín, nó sống, nó sực 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 sực. Nó giống như cái đu đủ hường á, đu đỉnh, đu đủ mà chín quá cũng không ngon. Nó phải là đu đủ hường thì nó mới ngon. Thì đây là nó gần giống như là mít hường á. Nó gần như mít hường thưa quý vị. Đối với ông Hùng nó là một loại mít hường. Cái này xong là phải lấy giấy lau nó liền, lau hút sạch mũ của nó thưa quý vị. Đây, đó. Mà người ta bán ngoài chợ đó thì người ta phải tính theo cái giá này. Nếu mà như vậy là người ta cấp bán cho quý vị cấp 4, cấp 5 lần ít nhất. Nếu người ta bổ ra người ta thấy ngon như vậy á, là người ta biết rằng là phải là bán cấp 4, cấp 5 lần. Ông Hùng không cần bổ, ông Hùng mua nguyên một cái trái như vậy là ông Hùng biết nó ngon. Mà nếu mà ông Hùng biết nó ngon rồi đó, thì ông Hùng bảo rằng là nó ngon. Mà cái này là trong quá khứ ông Hùng nói nó ngon, thì ai cũng biết rằng là 90 mấy% là nó phải nó ngon. Là tại vì sao? Ông Hùng kinh nghiệm. Ông Hùng cầm mic lên, ông Hùng nói quý vị,
bổ ra trước mắt quý vị chứ không phải là bổ đằng sau, sau cái bổ rồi mới nói đây nè thưa quý vị nè. Mà cái mít này à, ai, cái muối này nó ngon. Ngay cả cái sớ của nó đã ngon rồi chứ cứ nói được có nói cái muối nha. Chút nữa là quý vị về mới thấy rằng à, đây. Cái muối này á như vậy nó mới là ngon thưa quý vị, nó gọi là mít dừa. Ngọt thiệt. Thưa quý vị, mít dừa ông Hùng bổ ra, ông Hùng bổ sẽ bổ hết cả một cái trái mít dừa này. Mà mấy đứa con gái mà nó ăn cái trái mít dừa này nó khoái lắm thưa quý vị. Bây giờ nó đang giơ tay không biết làm sao là ra ngoài kêu của nó kêu vô nó ăn. Nó thích mít dừa này lắm thưa quý vị. Ăn cái trái mít dừa này ăn đã lắm. Nó ngọt không thể tưởng tượng được. Nếu mà quý vị biết không mà bán hồi xưa đó là người ta phải cắt cái này ra chút xíu nè. Đó. Mấy cái sơ này không bao nhiêu hết á. Nhưng mà làm mấy chút xíu là đó. Nó như vậy nè. Cái nó chín vừa tới nơi này thôi quý vị. Ngon lắm. Đó. Mình cắt nó đi. Rồi bỏ ra như vậy. Trưng bày và bán ngoài chợ. Và thấy quý vị thấy mít dừa nó ngon không? Đó. Trưng bày và bán ngoài chợ. Chút nữa tôi sẽ lấy giấy tôi lau cho nó đàng hoàng. Bây giờ tay tôi đang ngáy vậy. À. Quý vị thấy không? Đó là mít dừa. Hôm nọ tôi đi mua ngoài chợ. Tôi nói cái trái mít này rất là ngon. Mà đúng thật sự nó rất là ngon. Chứ không phải là nó dở được nữa. Đó. Mà trước khi bổ, tôi nói với quý vị nó phải là ngon. Tại sao nó ngon mà nó đầy đặn là tôi phải biết như vậy. Đó là kinh nghiệm. Không có ai dạy mình hết. Mình phải có kinh nghiệm mình sống. Chứ muốn đi mua mít cho vợ, cho con, mua cho bạn bè. Riết rồi nó kinh nghiệm mà. Mà bây giờ cuối cùng đâm ra sống một mình như vậy đó, hiểu. Quý vị thấy không đó. Đây. Phần mít này ngon lắm thưa quý vị. Ôi, cái mít ngon thiệt thưa quý vị. Tôi cũng phải công nhận nó ngon mới chứ thôi. Bổ nó ra xong là bổ vậy này thưa quý vị. Đó, thấy không? Bổ mít ra mà quý vị thấy tay tôi nó sạch sẽ chứ đâu có dính dưới gì đâu. Đâu có dính mũ đâu. Không có là dính mũ chết luôn á. Là phải nhớ là bôi xong. À, để cái chút xíu vậy đó. Nhưng mà nó bổ ra ngon lành lắm thưa quý vị. Tuyệt vời. Trái mít này nó đầy hết thưa quý vị. Tôi đã vỗ tôi nói nó đầy rồi. Nó đầy luôn cả cái gì ấy nhà. Nó đầy thưa quý vị. Đầy. Nó đầy luôn. Cái này á, mà nếu mà quý vị theo mình ra ngoài chợ nó bán một miếng như vậy á, là biết bao nhiêu tiền. Nhưng mà khi mà mình đã biết chọn rồi á, nó ngon lành kiểu này thì mình tha hồ mà ăn. Lại thưa quý vị. Trời ơi là trời. Mít này tuyệt vời thưa quý vị. Mà ra ngoài mà nếu mà trình bày cái miếng này thì nó hấp dẫn tới mức độ nào. Đây. Nếu mà quý vị qua Mã Lai á, mà nó bán mít á, nó cũng chỉ trình bày á, chưa chắc hơn được ông Hùng đâu. Đó thấy không thưa quý vị. Đây ông Hùng cắt mít cho quý vị xem thấy không. Tay ông Hùng vẫn sạch sẽ. Nên là mới nửa trái thôi, chút xíu nữa là thành nguyên một trái rồi, xong hồn mấy. Thưa quý vị, đây. Cái trái mít này là cách đây 3 hôm ông Hùng nói ông Hùng đi mua. Và ông Hùng nói là 3 hôm rồi nó phải chín. Thực ra đó là Houston nó cái hôm vừa 2 hôm là nó mưa nhưng mà nó là nó cũng nóng. Bây giờ đó nó đủ nắng thì ông Hùng nói là chắc ông Hùng phải bổ cho quý vị xem. Thì đây là bổ trái mít. Trong khi đó là cái nồi nấu crawfish á, nó đang được nấu. Đang được nấu rõ ràng ha. Cái trái mít này á, ngon hay không quý vị tự đánh giá đi. Đây là gọi là mít dừa thưa quý vị. Mít dừa chứ không phải mít ướt, không phải là mít tú nữ. Thực sự ông Hùng không thích ăn mít tú nữ, cũng không thích mít ướt. Nói thiệt với quý vị tại sao mấy cái mít kia nó nhão lắm.
Mít này nó vừa ấy, xong á nó thơm mà nó giòn. Cái này là do ông Hùng chọn cách đây mấy ngày. Mà cái trái này á, là nó trồng ở tại bên xứ Mễ, đem đi qua Mỹ bán, thưa quý vị, chứ không phải là ở đâu hết á. Quý vị nhìn thấy không? Nhìn trái mít này quý vị mê không? Có lỡ rồi không? Cắt hết luôn cái trái mít luôn. Còn một là bốn cái mỗi một phần như vậy là chắc là rất là ngon thưa quý vị. Đó. Ông cắt luôn để cho con gái nè, con gái nó thích ăn cái này lắm. Hai đứa con gái nó mê ăn cái này thưa quý vị. Trai nó không thích, nhưng gái thì nó lại thích. Đó. Trái mít này mà ông Hùng đã bỏ ra rồi, không ngon không ăn tiền. Ông Hùng khẳng định nó phải ngon trước khi bổ. Và đang khi bổ là quý vị thấy nó ngon như thế nào, quý vị tự đánh giá. Kỹ thuật của ông Hùng chỉ cái dầu ăn này thôi thưa quý vị, không cần nhiều. Ông Hùng làm đầy đủ. Rồi chút nữa ông Hùng sẽ chỉ cho quý vị là kỹ thuật mà gọi là dọn dẹp sạch sẽ cái mít sau khi cắt. Tại vì nhiều người không biết cắt cái mít thưa quý vị. Nó dơ lắm, đừng có tưởng bở. Nó phải có kỹ thuật thưa quý vị. Có nhiều người nghĩ rằng là bổ một trái mít như vậy đơn giản, nhưng mà không phải vậy. Bổ một trái mít mà không đúng á, mất rất là nhiều thời giờ, mà làm hư nữa thưa quý vị. Và rửa không sạch đâu, đừng có tưởng bở. Coi về cái mỡ cái mũ của mít này nó ghê gớm lắm thưa quý vị. Nhưng mà chút nữa ông sẽ cho quý vị xem thấy là clean cái mũ này nó như thế nào. Nó đơn giản thôi, nhưng mà nó là nhiều người coi vậy mà không biết. Thế ông Hùng là lám thứ lang thang mà lại rớ được ba cái thứ này thưa quý vị. Đó ha. Đó, quý vị thấy không? Bây giờ ngưng lại chút xíu, tại vì cũng sẽ giống như nhau thôi. Nếu mà làm như vậy mất thời giờ quý vị. Tức là tôi nói rằng là các cái trái mít nó giống nhau. Bây giờ chút nữa, bây giờ cái phần là rửa dao đi, rửa dao sau khi mà cắt mít đi. Thì rửa là dao làm sao đây thưa quý vị? Đây. Tôi cắt hết cái này xong rồi tôi sẽ rửa dao cho quý vị sau. Nhưng mà trái mít như vậy là ngon lắm rồi thưa quý vị, là tại vì nó vừa chín tới thôi. Nó vừa chín tới, nó không có để lâu quá thưa quý vị, nó vừa chín tới. Cái này mà ông Nam Sơn ông ăn ông mê nó chỉ được nói tôi. Tôi không có mê mít thưa quý vị, tôi thích ăn hột mít thôi. Hột mít cho tôi ăn 7 trái đầu là hột mít đầu là thích lắm. Ngoài sau các bạn hột mít đầu tôi không thích. Thưa quý vị là nó nằm như vậy, nó còn đầy đủ mũ mà, nhưng mà nó vừa. Này gọi là mít dừa. Bây giờ đó là tôi sẽ rửa cái con dao như thế nào. Thưa quý vị, coi như là mít đã bổ ra xong. Mít này đã là mít dừa. Bây giờ làm sao dọn dẹp sạch sẽ mít dừa, rửa sạch cái ngón dao, cây dao này không còn là đơn giản. Tôi sẽ rửa sạch cái ngón dao này mà không có khó khăn chút nào hết. Quý vị theo dõi. Thưa quý vị, bây giờ rửa dao. Đây là kỹ thuật đầu tiên. Hơi dao lên trên lửa cho thật nóng. Nóng xong, rất nóng thưa quý vị, thì mũ của nhựa mít chất nó nằm ở trên đó. Thì quý vị dùng cái miếng giấy vừa rồi, quý vị lau sạch nó ở trên đó. Lâu lần thứ nhất thì nó như vậy.
không? Bây giờ quý vị lâu lần thứ hai nữa rồi á, thì nó sạch luôn. Lâu lần thứ ba, thứ tư là sạch bách. Đó, đơn giản, nó không còn có một cái dính gì hết. Cái tay quý vị đừng dính vô. Không, rõ ràng. Rồi quý vị bắt đầu cái bóc cái nhựa này, hồi nãy mình bóc vô, bóc nó ra, mình lau. Lau đây không cần cái xà bông, không cần có bất kỳ một cái gì hết, mà chỉ là đồ nóng, làm cho nó nóng thôi, thưa quý vị. Nó nóng xong rồi là quý vị bỏ vào tủ rác liền lập tức. Tất cả những cái này là đồ nóng xong rồi quý vị rửa sạch sẽ một lần là xong. Đây là kỹ thuật rửa dao sau khi mà cắt. Nên thưa quý vị, sau khi mà đã cắt cái mít, rửa dao kiểu này không có kiểu nào mà rửa sạch hơn nữa hết. Không cần có xà bông. Kính thưa quý vị phải nhớ rằng là gà xanh mà mang về đó là nó phải còn sống. Và khi quý vị bỏ vào trong lò đó, nó còn phải còn sống. Nếu nó không còn sống thì gà nó không có ngon. Cái thịt nó không có chắc nữa. Gà xanh hay bất kỳ một cái loại biển nào đó, thì quý vị biết rằng là tùy một số con, đồ của nó phải rất là tươi, tức là nó còn đang sống. Nếu nó không sống thì nó không ngon. Thưa quý vị, trong lúc mấy con gà nó còn đang nhảy gì nè, cái ông Hùng gian ác lắm, ông Hùng bỏ mấy con gà này vô trong cái nồi này, cái nước gà và nước ấy xong đó, nó thấm vô mới ngon. Nhưng mà phải nói rằng là quả thật là độc ác, bỏ hết các chặn gà và cô gà vô trong này. Tính ra như vậy thì ông Hùng thật gian ác. Nó còn đang đau đớn mà ông Hùng cứ phải làm cho nó sống, đúng không? Từng con sống như vậy mà luộc nó để mới ngon được. Nếu nó chết rồi nó lại mất con, khổ thế đi chứ. Đúng là gian ác. Thưa quý vị, hồi nãy luộc một số cua rồi, nhưng bây giờ là bắt đầu là luộc con crawfish, là con tôm đất. Như tôi nói là tất cả những con này đều nó phải sống, nó còn đang chạy được, nó bò được chứ. Nó mà không bò được là không có ngon. Bây giờ nó luộc từng mẻ một. Mẻ cua xong là mẻ này rồi mẻ bắp nữa. Nó ngon lắm mà, tại vì mình đã có cái luộc nước hồi nãy á. Nó ra nó thấm vô trong này mới ngon. Xin quý vị hãy xem thấy rằng là bây giờ tôi bỏ vô trong cái nồi nó đang sôi. Nhưng mà đó, cái nồi này nó đang sôi, ráng làm sao đừng có để cái nước vô, nước lạnh vô. Và nước lạnh vô mất con thôi quý vị. Cho nên là nếu mà quý vị xem thấy tôi bắt một con á, tôi bỏ vô như vậy nè. Đó, nó sợ con, nó sống thưa quý vị, mấy con này nó sống hết, nó rất là ngon thưa quý vị. Và mình vớt nó ra, nó vô xong rồi mới vớt ra được. Cái này là crawfish, là con ấy, nhưng mà nó xong rồi tôi sẽ có một cái gia vị mới. Nó không phải chỉ có vậy thôi thưa quý vị, nó còn có một cái gia vị khác nữa. Nó có phải nào là bơ, rồi nào là một số món, một cái thứ khác nữa. Quý vị thấy nước cam nó lên nhiều như vậy nó mới ngon đó. Đó, cái này mới là nước cam đó. Đúng gu của nó.
Đây là con crawfish, là con tôm tích. Ở Texas nó gọi là con tôm đất thưa quý vị. Con tôm này á, nó ngon á là nhờ nó còn đang sống. Thế thì nó đang quẹo hai cái càng. Con thơm bố một cái. Con thơm một cái. Nó cắn cái đi cho ghét, dễ ghét lên. Đó là con tôm tích. Nó không cắn cũng không được, nó cắn một cái là đi vô trong lò. Nó cắn thiệt á thưa quý vị không? Cái con tôm tích này đó là con tôm đất. Đó. Thưa quý vị, mấy cái con khỉ này á, cái con crawfish này nó còn sống thì phải luộc cho nó hết. Mặc dù là mấy đứa con nó no, cả nhà ăn no rồi, nhưng mà tại vì đã mua nhiều. Mà tính tôi đã mua cái gì là mua thật nhiều. Cả nhà ăn cho đã đời, ăn không có... Mai Angel đi, con nó đi học xa. Bây giờ nó lỡ luộc. Phải luộc cho hết. Vì nó mà đã chết rồi, luộc ăn không có ngon thôi quý vị. Thưa quý vị, tính ra như vậy là hoàng dư hùng rất là gian ác. Không biết bao nhiêu con crawfish nó còn đang ngọ quậy mà phải luộc nó luôn. Không, nó phải đang sống mà phải giết nó vậy. Hèn gì luộc nhân quả của nhà Phật, hoàng dư hùng phải chịu đựng để bị trả thù. Tính ra như vậy cũng gian ác thiệt thưa quý vị. Thôi lỡ rồi, cho mang nợ luôn. Con này là con crawfish, nước nó phải sôi. Và kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, bây giờ vớt con crawfish ra. Vớt xong á, nó cũng chưa có ngon lắm đâu, nó đã thấm vô trong đầu, trong ốc, trong cái thịt của con crawfish rồi. Nhưng mà nó phải bỏ chút bơ và lại một chút cái sauce của cái vùng này, nó gọi là Cajun sauce. Thưa quý vị, một ít Cajun sauce vô. Nó rất là cay. Nếu không khó khéo á thì nó rất là bận, khó chịu. Bây giờ mới lắc nó lên đều thưa quý vị, lắc nó lên đều. Sau khi lắc nó lên đều á, lắc mấy lần á, cái này á thì mới mang bắp nó đưa ra. Angel, con bỏ ra, bỏ trong này nha con, rồi con lắc nó lên cho ba. Con như nó ham thì you shake it đó. Thưa quý vị, trong này là nồi bắp nó có sẵn rồi nè. Tại vì nó dính vô nó mới ngon thưa quý vị. Nhưng mà nó dính vô đó mà nó cay quá cũng không được. Này bắp này rất là ngon. Bây giờ nó đã ngon lắm rồi. Cho nên là bắp là khoai tây này thưa quý vị, ăn cái này rất là ngon. Bây giờ nó shake nó lên. Tại hồi nãy bỏ thêm sauce của nó. Angel hay là Ashley, hai đứa lại tới shake cho ba đi. Shake it up for daddy, come on. It's so good, it's already done, come on. Xong rồi con, shake it lên. Ăn ngon lắm, okay. Shake it lên, shake it. Real well, okay. So shake it. Shake it. Yeah, shake it. It's so good, shake it like this, Ashley. Shake it, come on.
Ok, check it. Đó, thưa các bạn. Thì you go check it, check it on, check it real hard. Nghe. Đó, thưa quý vị, cái này phải shake it up. Nếu mà muốn mặn nữa hay không á, thì cho một chút sốt nữa thôi. Yeah, you go check, I think I need some more, come on. Đó, cái này thêm ít ớt cay nữa con. Shake it. Shake it, come on, shake it well. Shake it real well, okay? Come on. Cái này lắc cho nó đều lắm con, lắc cho nó ngon rồi kìa. Ăn cái này ngon lắm rồi, ok. Ăn cái này ngon rồi đó, đó, bảo đảm, thưa quý vị. Rồi, cái con mang ra ngoài con ăn đi con. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả. Thật ra, quá nhiều đồ ăn. Lần nào cũng vậy hết, khi mà tôi làm đồ ăn á, thì tôi làm rất là dư thừa. Angel, con thấy sao con? Ba làm đồ ăn lúc nào cũng vậy hết con. Rồi con cười. Crawfish rồi bắp khoai tây dư quá trời nhiều. Không phải là ấy nhờ. Dư 10, gấp 10 lần. Còn này cua đó thưa quý vị, được dư nhiều lắm. Ashley ngồi bên kia ăn. Thấy không? Boy cũng ngồi ăn gà, rồi đủ thứ hết, tha hồ, thưa quý vị. Tôi mà đã làm cho các con là ăn thoải mái. Nhưng bây giờ tôi thưa quý vị là tôi bóc cua. Bóc cua nha, bóc cua xong xem thử như thế nào. Con này thì tất cả quý vị thì biết rồi, đó là con cái, nó có cái yếm lớn, không? Yếm lớn. Con này á, trước khi tôi bóc thì tôi sẽ nói rằng là con này nó đã đi chơi rồi. Vì nó nhẹ. Nó không có nhiều gà, nó đây này, để quý vị xem thấy không? Cái này của nó đã chơi rồi, thấy không? Phải xác nhận rất là rõ ràng. Chị này đã chơi. Tức là chị này, cái này nó, cái lông nó như vậy. Nhưng mà nó chơi rồi á, thì nếu mà là giống như là con gái á, mà chơi xong á, giữ rồi được trứng á, nó khác. Còn cái chị này á, là chơi xong mà không giữ được trứng. Cho nên trứng của chị này á, chỉ giữ được một nửa thôi thưa quý vị. Tôi bảo đảm á, là chỉ còn một chút xíu trứng thôi. Nếu mà giữ được nhiều trứng á, thì nó khác, nó nặng lắm. Nhưng mà vì chỉ giữ được một nửa trứng thôi, mà chị này cũng rất là còn trẻ. Chị này mới có 10 tháng nè. Quý vị xem thấy tôi bóc rồi tôi nói thiệt nha. Chị này 10 tháng nè. Này đây nha. Bây giờ chỉ còn một ít trứng, không có nhiều trứng. Còn trứng. Chứ nhiều trứng nó khác nhau lắm. Còn trứng, nhưng mà không phải là còn nhiều lắm đâu thưa quý vị. Chị này chưa chịu bẻ ra, tôi sẽ bẻ ra cho bằng được thôi quý vị. Bằng tay của tôi chứ không phải là bằng cái gì hết. Thưa quý vị, đã rõ ràng phải không? Tức là chị còn trứng thôi quý vị. Tôi nói rồi với chị. Chị này còn trứng. Nhưng mà không có nhiều lắm. Chị này còn trứng. Không có nhiều lắm. Trứng này còn ngon lắm. Còn đủ xài. Nhưng mà không phải là tuyệt vời lắm thưa quý vị. Chị này còn trứng nè ha. Đó là chị. Cái này mấy đứa con tôi thích ăn lắm. Ashley, con muốn ăn cái này không con? Ba đút cho con miếng. Đó. À. Đó là chỉ có trứng ha. Bây giờ cái này ui, cái này anh này rất là ngon thưa quý vị. Nhưng mà anh này mới chơi hôm trước cho nên ốp. Anh này anh lớn nhưng mà ốp thôi, tôi lấy cái anh này á, anh này thì
anh còn rất là ngon. Anh này thì rất là tuyệt vời. Giữa hai anh á, anh này to hơn nhưng mà anh này ốp rồi. Còn anh này á thì còn chắc. Anh này thì hôm nọ chưa có chơi nên anh này nó gọi là cơm của anh này còn ngon lắm, thưa quý vị. Cơm anh này ngon lắm. À, bảo đảm với quý vị, cơm anh này ngon. À, đấy, không. Mở ra là thấy nó chắc dễ sợ luôn. Cơm anh này ngon dễ sợ luôn. Cơm anh này tuyệt vời, thật sự tuyệt vời thiệt. Quý vị thấy cơm anh này nhá. Chắc. Anh nhiều cơm lắm. Cái thịt ăn chắc nữa. Nên gà xanh á, ăn không phải phải biết là anh nào đã chơi, chị nào đã chơi, chị nào còn giữ được thì nó phải canh trăng. Hôm nọ đó là trăng nó có chưa có lên, nó lên rồi thôi, nhưng mà nó khổ một cái là chị, một số chị mà sớm á mình biết nó phải cầm, thí dụ như là cái chị này là hết rồi. Chị này là như thí dụ như chị này á là 100 phần á thì chỉ còn là có 15 phần thôi. Tại vì chị có chơi mà chị hay chơi hứng quá là chị để còn có 15 phần, thưa quý vị. Tôi mở cho quý vị xem thấy không? Chị này chỉ có 15 phần thôi. Thật sự 15 phần chưa chắc nữa. Chắc có lẽ còn 5 thôi. Không, các bạn thấy rõ ràng không có nữa đó. Khi mình cầm lên mình biết luôn là chị nào mà đã xả hết rồi là biết liền. Còn cái chị trước là chị còn giữ được một số thì mình biết rằng là chị có gạch không, nó khác nhau liền. Cái gạch nó nằm ở đây nè, đỏ xanh vàng. Còn chị này thì hết rồi, cầm lên là biết rồi, thấy nó to hơn nhưng mà nó không có ngon hơn. Đó là sự khác biệt. Dân ăn biết. Đó là con ghẹ. Con Confix nó cũng vậy thưa quý vị. Con này á, bây giờ đó, nó luộc ra như vậy, tức là nước cam nó thấm vô đủ thứ đó. Cái đầu của nó ngon lắm thưa quý vị. Phải biết cách ăn. Nước đầu tiên á, là cắn cái này nè. Bao nhiêu chất béo, chất bổ, chất ngon nó nằm ở đây. Cái đầu của con crawfish nằm biết cách nấu á, nên nó ngon ở chỗ đó. Còn cái dưới này á thì người Mỹ người ta ăn, nhưng mà thật sự ở dưới này á nó không phải là ngon. Ở dưới này á nó chỉ là cái chất mà ăn giống như con ăn tôm mà thôi, nó không có gì nữa ngon hết. Cái gia vị mà quý vị xem thấy, nào là tôm, nào là xả, gừng, riềng, hành, ớt gì đó đủ thứ đó. Nó nằm ở trên kia, nó thấm vô cái đó mới ngon. Chứ còn cái này cái gia vị á, còn cái con này á, cái da, cái thịt của nó đó, nó có ngon thì nó không có ngon lắm. Dân mà ăn biết ăn crawfish á, mà nghiêng á, là người ta nghiêng cái đầu của nó. Mà cái đầu của nó là nó phải khử trùng. Như tôi đã nói, nó phải khử trùng, nó biết cách làm, giống như này tôi làm, nó ngon. Khi mà biết làm, quý vị á, quý vị múc cái này xong á, nó có... Kính thưa tất cả quý vị khán giả, đây là món crawfish. Giờ dư quá trời rồi, con nó ăn no, mà khổ cái là lúc nào mà mua, mà đã mua tính tôi rồi, nó làm á là làm dư nhiều lắm, còn nằm thêm một đống nữa. Và vì như vậy là hồi xưa có người ghét tôi lắm, bây giờ vẫn ghét về cái chuyện tôi làm được dư. Người đó ngồi cái này người ta cười. Thưa quý vị, đúng y hệt vậy, thế là nghe
Nghe bảo là tôi làm đồ dư là cười. Ghét. Kệ nó. Ăn cho đã đi. Không ăn thôi. Từ ngày mai không có món đồ ấy. Thưa quý vị là có nhiều người à, nghe mà là làm đồ dư là ghét. Có người chỉ cầu mong có được ăn, có người dư chê. Ăn xong rồi dọn dẹp về tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi ngủ. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả theo dõi với tôi Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng. Tối bên phía Houston ngày 28 tháng 5 năm 2020. Hẹn gặp tất cả quý vị khán thính giả clip sau. Đó là món con tôm đất crawfish của Texas thưa quý vị.